Thần đạo đan tôn. Tác giả: Cô đơn địa phi. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 260. Cưỡng bức. Lăng Hàn không sợ uy thế của Linh Anh cảnh, nhưng nếu bị ý chí võ đạo của Linh Anh cảnh va chạm một cái, cấp độ kia chính là cầm trứng gà đập đá, chỉ có thể tan xương nát thịt. Bởi vậy, khi pháp chỉ cuốn qua, hắn chỉ có thể lùi. Trốn a, trốn a, xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Phong Viêm cười gằn, múa pháp chỉ đuổi theo. Theo hắn múa, uy thế của Linh Anh cảnh càng ngày càng đáng sợ. Ngay cả cường giả thần thai cảnh cũng chảy mồ hôi như mưa, những người khác thì càng không cần phải nói, đã sớm co quắp thành bùn. Thân hình của Lăng Hàn tung bay, một bên suy tư đối sách. Nếu hắn lấy ra ma sinh kiếm, dù không thể kích hoạt ý chí võ đạo trên kiếm, nhưng bằng vào tài liệu cấp 10 liền có thể ngăn cản ý chí võ đạo của Linh Anh cảnh. Then chốt là, nếu hắn dùng ở trước mặt mọi người, sẽ đưa tới bao nhiêu chú ý. Nếu như hắn chỉ là một người cô đơn, như vậy không sao, cùng lắm thì chạy đi nơi khác tiếp tục sinh sống là được. Nhưng hiện tại căn bản của hắn ở Vũ Quốc, ở Đại Nguyên Thành, ở Thương Vân Trấn. Hắn có thể đi, Lăng Đông Hành làm sao bây giờ? Thân nhân của hắn làm sao bây giờ? Lăng gia đã gặp đại kiếp nạn một lần, Lăng Hàn sao nhẫn tâm bởi vì hắn mà làm cho Lăng gia phải gánh tai ương ngập đầu. Không được, tuyệt không thể dùng ma sinh kiếm. Ha 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 ha, ở dưới pháp chỉ của Linh Anh cảnh, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Phong Viêm cười to. Pháp chỉ của sư phụ hắn ban cho, dù đối đầu Vũ Hoàng hiện nay cũng có thể không sợ, huống chi chỉ là một dũng tuyền cảnh nho nhỏ. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đừng có cầu may. Lăng Hàn triển khai thân pháp ảnh phong. Cái này đồng dạng là võ khí huyền cấp thượng phẩm. Nếu bước vào dũng tuyền cảnh, võ khí trước hoàng cấp đương nhiên bị bỏ qua, đều đổi thành võ khí huyền cấp. Phong Viêm không đuổi kịp. Hắn được truyền một bộ đao pháp huyền cấp thượng phẩm, hơn một tháng qua còn chưa hiểu rõ, làm sao có thời giờ đi học võ khí khác. Lăng Hàn lại không giống, những thứ này đều là kiếp trước hắn dùng qua. Dù cho không có, lấy lực lĩnh ngộ của thiên nhân cảnh, muốn học còn không đơn giản. Đừng chạy. Phong Viêm giận không nhịn nổi, nhưng lại không làm gì được Lăng Hàn. Đối phương linh hoạt như con lươn, cực kỳ trơn trượt, căn bản đánh không tới. Lăng Hàn cười nhạt nói. Một khi mở pháp chỉ, ý chí võ đạo trong đó sẽ trôi qua. Hiện tại ngươi thôi phát càng mạnh, tốc độ trôi qua sẽ càng nhanh, lại có thể kiên trì bao lâu. Nói đến hiểu rõ bí ẩn võ đạo, ai có thể hơn được hắn. Làm sao ngươi biết? Phong Viêm kinh hãi. Cái này cũng là sư phụ của hắn nói cho hắn. Pháp chỉ không thể so với linh khí, chỉ bền hơn linh phù một ít, nhưng cũng rất có hạn. Ngươi không cần để ý đến. Lăng Hàn múa trường kiếm, đánh ra mấy đạo kiếm khí. Chỉ thủ không công, đây không phải là phong cách của hắn. Phong Viêm không cần đao. Dương động pháp chỉ, ý chí võ đạo trong đó đủ để phá hủy kiếm khí. Chỉ là trong lòng hắn càng ngày càng nôn nóng. Tiếp tục như vậy thật có thể hao đến pháp chỉ biến thành giấy vụn. Hắn vốn là người cực kỳ cuồng ngạo, mắt lộ ra hung quang, thân hình gập lại. Đùng, pháp chỉ vỗ tới một người, ý chí võ đạo cuốn qua, đầu của người kia liền nổ tung. Đáng thương, người kia vốn là bị uy thế của Linh Anh cảnh trấn nhiếp, chỉ có thể nằm trên mặt đất run cầm cập, căn bản không thể né tránh, trơ mắt nhìn điềm xấu giáng lâm. Phong Viêm. Tất cả mọi người gào thét, tên này muốn làm gì? Lăng Hàn, ngươi còn dám trốn, ta liền giết sạch người nơi này. Phong Viêm lạnh lùng nói, sát khí như sôi trào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vừa giận vừa sợ. Ngày hôm nay có thể tới đều là người có máu mặt ở Hoàng Đô, thậm chí còn có mấy vị cường giả thần thai cảnh. Nhưng Phong Viêm lại dám cầm tính mạng của bọn họ ra uy hiếp, quả thực là cuồng ngạo. Phong Viêm, ngươi thật quá mức. Rất nhiều người đều giống to. Đây là ân oán giữa ngươi và Lăng Hàn, có quan hệ gì tới chúng ta? Không nên để cho chúng ta xem thường ngươi. Nhưng Phong Viêm chỉ làm như không nghe thấy, hắn lãnh đạm nói. Một đám cặn bã, giết hết thì đã sao, ai có thể làm gì ta? Nếu như ta toàn lực ứng phó, không phải không giết được Lăng Hàn, chỉ là sẽ làm ta vạch trần lá bài tẩy, cái này không phải ta mong muốn. Nếu có thể dùng phương pháp càng thêm ung dung giết người, ta cần gì phải phí sức? Mọi người càng thêm phẫn nộ, dồn dập quát mắng. Nhưng Phong Viêm không nói sai. Hắn có thể sằng bậy, muốn giết người liền giết người, nhưng mọi người dám làm gì hắn? Bởi vì Phong Viêm là đệ tử của Đông Nguyệt Tông. Ai dám động đệ tử của Đông Nguyệt Tông? Nhiều nhất chỉ trục xuất hắn ra Vũ Quốc mà thôi. Lăng Hàn còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết.
Chẳng lẽ ngươi muốn nhiều người như vậy chôn cùng ngươi sao? Phong Viêm cười to, thần thái cao ngạo, phảng phất mèo đùa chuột. Pháp chỉ bay múa, lại có mười mấy người bị hắn đập thành mảnh vỡ. Tên này xác thực còn có lá bài tẩy, tỉ như kính quang thể, hắn còn chưa sử dụng. Mà cái này cũng làm cho Lăng Hàn xác định, loại thể chất này là chủ động kích phát. Thể chất chủ động kích phát tất nhiên cần tiêu hao thể lực, nguyên lực hoặc hồn lực, vậy thì sẽ có một cực hạn, không thể duy trì vĩnh viễn. Ngược lại, nhâm thạch thể như Lăng Hàn là bị động. Không cần kích phát liền tạo ra hiệu quả, có thể coi là chủ động vận chuyển. Còn nữa, Lăng Hàn tin tưởng Phong Viêm còn có bí mật khác. Bằng không lúc trước hắn không thể đánh hóa đại hoàng tử, càng không thể được Linh Anh Cảnh vừa ý thu làm đệ tử. Không nên để cho ta xem nhẹ ngươi. Lăng Hàn chỉ nói như vậy, hắn tự nhiên không thể nghển cổ chờ chết. Xem nhẹ. Phong Viêm cười ha ha, ngạo nghễ nói. Ngươi có tư cách gì xem nhẹ ta? Ngươi có biết ta là... Khà khà, hiện tại vẫn tạm thời bảo mật đi. Ngươi muốn oanh oanh liệt liệt chết trận. Không thể. Ta chính là muốn ngươi chết uất ức. Hắn lại nói. Các vị các ngươi muốn sống cũng được. Nhưng nên vì ta làm một chuyện bắt Lăng Hàn. Ta cho các ngươi ba tức. Nếu như đến thời điểm Lăng Hàn vẫn không quỳ gối ở trước mặt ta. Vậy ta chỉ có thể lấy ra pháp chỉ giết chết hết thảy bọn ngươi. Thật độc. Không nên hoài nghi quyết tâm của ta. Các ngươi không nên quên thân phận của ta. Hắn lạnh lùng nói. Tất cả mọi người run lên. Phong Viêm không phải đệ tử phổ thông của Đông Nguyệt Tông, mà là thân đồ của một vị thái thượng trưởng lão. Trước đó hắn công nhiên đối kháng đại hoàng tử, hiện tại càng hung hãn giết người, không kiêng dè chút nào. Phong Viêm có thể sằng bậy, nhưng ai có thể làm gì hắn? Nghĩ như thế, Phong Viêm uy hiếp liền như đao đặt ở trên cổ bọn hắn, để bọn họ không thể không run sợ. Lăng Hàn không nói gì, chỉ đang tìm kiếm cơ hội. Cơ hội đã cho các ngươi, muốn sống, liền nắm lấy. Phong Viêm cười nói, một bên cất pháp chỉ đi. Trêu đùa tất cả mọi người ở trong tay, loại cảm giác cao cao tại thượng này để hắn rất thoải mái. Đúng lúc này, Lăng Hàn như mũi tên bắn ra trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Phong Viêm. Nhân lúc đối phương thu hồi pháp chỉ, hắn ra tay như điện trường kiếm đánh lên cổ tay của Phong Viêm. Đùng, pháp chỉ tuột tay bay ra. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 261. Liều hậu trường. Soạt, pháp chỉ xẹt qua trên không trung có ánh sáng màu vàng phun trào. Thân hình của Lăng Hàn, Phong Viêm đều bắn ra đuổi về phía pháp chỉ. Hiện tại ai có thể bắt được pháp chỉ thì chẳng khác nào khống chế quyền sinh quyền sát toàn trường. Oành 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 oành, hai người không ngừng giao thủ ở giữa không trung. Nhưng vẫn là Lăng Hàn nhanh hơn một chút, cướp ở phía trước. Lăng Hàn đưa tay. Mắt thấy đầu ngón tay sắp chạm được pháp chỉ, hắn đột nhiên khựng lại. Tay trái giương lên, hấp huyết nguyên kim hóa thành một sợi kim tuyến quấn lấy pháp chỉ. Lại vung một cái, pháp chỉ liền bị hắn ném ra thật xa. Pháp chỉ nhẹ nhàng hạ xuống, vừa lúc có người đỏ mắt đoạt mất. Ai biết tay hắn chỉ vừa đụng tới cách. Cả cánh tay chấn thành huyết nhục, để hắn kêu rên liên hồi. Hừ! Phong Viêm dừng thân, lãnh đạm nói. Ngươi thật cẩn thận. Trước đó hắn quả thật bị Lăng Hàn đánh không kịp chuẩn bị, nhưng lúc sau trong tranh đoạt kỳ thực hắn không có rơi xuống hạ phong. Chỉ là hắn cố ý lưu lực, muốn Lăng Hàn bắt được pháp chỉ, nhân cơ hội nổ nát cánh tay của Lăng Hàn. Nhưng hắn thật không nghĩ tới Lăng Hàn lại cẩn thận như thế. Cũng không phải Lăng Hàn cẩn thận, mà kiếp trước hắn chính là cường giả thiên nhân cảnh, sao không biết cấm kỵ của pháp chỉ. Hắn cố ý giả vờ như không biết, lợi dụng ngược lại Phong Viêm, từ đó thành công đánh bay pháp chỉ. Hiện tại Phong Viêm không còn pháp chỉ uy hiếp, những người khác tự nhiên không cần nghe hắn hiệu lệnh. Một chọi một, Lăng Hàn không sợ. Phong Viêm. Tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi. Một võ giả xuất thân hàn môn lại dám lấy tính mạng uy hiếp bọn họ, để bọn họ đều hận đến muốn ăn thịt của hắn. Đừng không phục. Phong Viêm ngạo nhiên quét một vòng nói. Những đồ bỏ đi như các ngươi chỉ dám ở ngoài miệng hạ giận, dám ra tay với ta sao? Ngươi! Không ít người đều đỏ mắt giống to, thân thuộc của những người bị Phong Viêm đánh chết kia càng tức đến run rẩy cả người. Nhưng Đông Nguyệt Tông như một tử thú ép ở trên đầu bọn họ, ai biết rõ Phong Viêm là đệ tử của Đông Nguyệt Tông còn dám ra tay. Một đám cặn bã. Phong Viêm cười gằn. Hắn lại không để ý tới mọi người, nhìn Lăng Hàn nói. Tuy ta phải giết ngươi, nhưng ta không thể không thừa nhận, ngươi ít nhất có dũng khí hơn những tên phế vật này rất nhiều, dám đối nghịch với ta.
Lăng Hàn Dung trường kiếm lên nói. Ngươi phí lời quá nhiều, rửa sạch cổ chịu chết đi. Ngươi thật sự dám giết ta? Phong Viêm cười nói. Ngươi không sợ Đông Nguyệt Tông sao? Vậy thì như thế nào? Lăng Hàn tử tốn nói. Hắn còn thật không để Đông Nguyệt Tông ở trong lòng. Mặc cho Phong Viêm nghĩ làm sao cũng không thể biết Lăng Hàn đã từng là cường giả thiên nhân cảnh. Hiện tại tuy tu vi hắn rơi xuống, nhưng ngạo khí tầm mắt lại há có thể ngã. Tương lai hắn tất nhiên sẽ trở về thiên nhân cảnh, mà thời gian này cũng không dài lắm. Huống chi Đông Nguyệt Tông còn có một Ngạo Phong, là kẻ hắn nhất định phải giết, nhất định phải chính diện đối kháng Đông Nguyệt Tông. So sánh với đó, Phong Viêm chỉ có thể coi là tiểu nhân vật. Ha 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 ha, có dũng khí, người như vậy giết mới có cảm giác. Phong Viêm cười to, chỉ vào Lăng Hàn nói. Nếu không phải ngươi giết đệ đệ của ta, ta còn thực không muốn làm thịt ngươi nhanh như thế. Nằm mơ đi thôi. Lăng Hàn xuất kích, trường kiếm lay động, sáu đạo kiếm khí múa ngang. Ngươi cho rằng ta thật sợ ngươi? Phong Viêm hét lớn một tiếng, trên người có ánh bạc yếu ớt hiện ra. Trường đao vung chém, có một luồng bá khí một đi không trở lại. Hảo đao! Tạ Sướng không tự chủ được kêu một tiếng. Ngươi còn khen hay? Lữ Trung Thiên lườm một cái. Vừa nãy tên này suýt chút nữa giết toàn bộ bọn họ. Chuyện nào ra chuyện đó, đao pháp của tiểu tử này quả thật không tệ. Nếu không phải, ai, ta cũng muốn thu hắn làm đệ tử. Tạ Sướng lắc đầu than thở, có vẻ vô cùng đáng tiếc. Leng keng, Lăng Hàn và Phong Viêm không ngừng giao đấu, đao khí kiếm khí tung bay cực kỳ kịch liệt. Lúc này, Phong Viêm đã vận chuyển kính quang thể, có thể phản xạ gần như 2 phần 10 công kích của Lăng Hàn. Đây là rất kinh người, không chỉ suy yếu 2 phần 10 lực công kích của Lăng Hàn, còn đem những công kích này đánh lại Lăng Hàn, tăng cường lực công kích của hắn. Ở thời điểm chịu đựng công kích, trên người Phong Viêm có hào quang màu bạc loạn chuyển, thật giống như một chiếc gương muốn phá nát. Hiển nhiên, hắn phản xạ công kích cũng có hạn. Chỉ cần vượt qua cực hạn này, như vậy hắn không cách nào phản xạ nữa, mà sẽ bị ép thành mảnh vỡ. Nham thạch thể của Lăng Hàn cũng phát huy tác dụng. 2 phần 10 công kích bắn ngược lại hắn có thể gắng gượng chống đỡ, chỉ là hơi không thoải mái. Nhưng bất diệt thiên kinh vận chuyển, cảm giác không khỏe này liền biến mất sạch sành xanh. Bọn họ tay phải múa đao kiếm, tay trái không ngừng hóa thành quyền trưởng đánh ra. Thậm chí hai chân cũng thỉnh thoảng đá về đối phương, đánh ra từng đạo kinh khí uy lực hết sức kinh người. Chuyện này làm người bốn phía đều líu lưới. Bây giờ trong thế hệ trẻ còn ai có thể đấu với hai người bọn họ? Quá mạnh mẽ. Phong Viêm có chút do dự. Đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn, nhưng muốn giết Lăng Hàn, hắn nhất định phải đánh ra lá bài tẩy mạnh hơn. Vì một Lăng Hàn đáng giá lộ ra ngoài sao? Hơn nữa, Lăng Hàn cũng còn lá bài tẩy. Chí ít kiếm pháp một thức bốn ý cảnh kia đối phương vẫn còn không dùng, để hắn không thể không giữ miếng ứng đối. Lão Phu không có tới chế chứ? Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng cười sang sảng truyền đến. Một ông lão vóc người thon dài đi nhanh tới, mỗi đi một bước, dưới chân rực rỡ, tràn ra một vòng sáng màu tím, như đóa hoa nở ra. Đây là ý chí võ đạo, ít nhất phải là linh hải cảnh mới có thể hình thành, mà người này đã đạt đến thần thai cảnh. Lời ấy là nói với người nào? Phong Viêm cao giọng cười to. Cầu chấp sự đến rất đúng lúc. Khà khà, tự giới thiệu mình một chút, lão phu Cầu Khổ, một tiểu chấp sự của Đông Nguyệt Tông. Ông lão cười nói, một bộ hòa thuận phát tài. Trong lòng mọi người kinh hãi, chấp sự của Đông Nguyệt Tông. Nếu như nói Phong Viêm chỉ là một tên đệ tử, như vậy Cầu Khổ này có thể ở trình độ nhất định thể hiện ý chí thượng tầng của Đông Nguyệt Tông. Cầu chấp sự thay ta bắt người này. Phong Viêm lại nói. Được. Cầu Khổ không chút do dự gật đầu, cũng không có bởi vì tu vi của Phong Viêm kém xa hắn mà bày biện ra cái giá gì. Cái này tự nhiên là xem mặt mũi vị cường giả Linh Anh cảnh ở sau Phong Viêm. Ngươi dám? Phó Nguyên Thắng lập tức đứng ra. Cầu Khổ đảo qua, ánh mắt hơi căng thẳng nói. Đan sư huyền cấp thượng phẩm. Sự tình của người trẻ tuổi, liền để người trẻ tuổi đi giải quyết, thế hệ trước đứng qua một bên đi. Phó Nguyên Thắng tử tốn nói, nhưng có một luồng khí thế không cho từ chối. Là người của đan sư hiệp hội, hắn không sợ Đông Nguyệt Tông. Cầu Khổ lộ ra vẻ do dự. Thứ nhất, hắn không muốn đắc tội một đan sư cấp cao. Thứ hai, Phó Nguyên Thắng cũng là thần thai cảnh, coi như hắn ra tay cũng chưa chắc có thể giết được Lăng Hàn. Phong Viêm cười gằn nói. Lưu gia chủ, người này giết con rể của Lưu gia, lẽ nào Lưu gia muốn trơ mắt nhìn hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi chặn Phó đại nhân chỗ tốt, ta đáp ứng cho Lưu gia sẽ không thiếu. Thần đạo đan tôn.
Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 262. Vũ Hoàng khí phách. Tất cả mọi người đều biết, Lưu gia đáp ứng gả Lưu Vũ Đồng cho Phong Minh khẳng định là đạt được chỗ tốt gì hoặc hứa hẹn gì của Phong Viêm. Nhưng loại giao dịch ngầm này sao có thể nói ra ở trước mặt nhiều người như vậy? Sắc mặt của Lưu gia gia chủ tối sầm lại. Nhưng Phong Viêm trắng trợn không kiêng dè, huống hồ hậu trường cứng đến nỗi kinh người, cho dù hắn bất mãn thì đã làm sao? Chẳng lẽ còn có thể đánh Phong Viêm sao? Nghĩ đến lợi ích mà Lưu gia có thể có được, Lưu gia gia chủ chỉ do dự một chút liền đứng dậy, nói với Phó Nguyên Thắng. Phó đại sư, nể mặt lão phu, khoanh tay đứng nhìn được không? Phó Nguyên Thắng biến sắc nói. Nếu lão phu ra tay, ngươi muốn ngăn cản lão phu? Không sai. Lưu gia gia chủ khẽ cắn răng nói. Lưu Phi Bằng, hiện tại lão phu rất khó chịu, nói không chắc sau này Thiên Dược Các sẽ không bán một viên đan dược cho Lưu gia. Ngươi vẫn nhất định muốn trêu chọc lão phu. Phó Nguyên Thắng uy hiếp nói. Hai tay của Lưu gia gia chủ nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên nội tâm đang giãy giụa. Nhưng hắn lập tức nói. Phó đại sư, còn xin không nên ra tay. Hắn quyết tâm muốn đứng bên Phong Viêm. Phó Nguyên Thắng giận dữ. Thật không biết Phong Viêm hứa cho Lưu gia chỗ tốt gì. Không chỉ để Lưu gia chịu đưa ra một tộc nhân thiên tài, thậm chí còn không tiếc trở mặt với Thiên Dược Các. Phải biết tuy Lưu gia cũng có đan sư của mình, nhưng căn bản không thể cung cấp đủ cho Lưu gia, nhất định phải đi Thiên Dược Các mua đan dược bổ sung. Hắn hừ một tiếng nói. Vậy lão phu liền tới lĩnh giáo một hồi. Nhưng Lưu gia gia chủ không động. Chỉ cần Phó Nguyên Thắng không ra tay, hắn chắc chắn sẽ không chủ động công kích. Dù sao đối phương cũng là thần thai cảnh, đánh nhau lực phá hoại quá to lớn, đây chính là Lưu gia. Cầu chấp sự, hiện đang không có người có thể ngăn cản ngươi. Phong Viêm cười nói, vẻ mặt vô cùng cuồng ngạo. Cầu Khổ cười ha ha, nhanh chân bước bách tới Lăng Hàn. Hiện tại ở đây tổng cộng có 4 tên thần thai cảnh. Có 2 cái sáng tỏ đứng bên Phong Viêm, mà chỉ có 1 đứng bên Lăng Hàn. Còn Cổ Bá Vân thì như người mù, ngồi ngay ngắn bất động, bình chân như vậy. Hiển nhiên, Linh Bảo Các đồng ý chống chàng cho Lăng Hàn, nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn đi đắc tội Đông Nguyệt Tông. Lăng Hàn làm sao bây giờ? Bọn người Chu Vô Cửu, Thất Hoàng Tử nhíu mày. Mà Đại Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử thì cười gằn. Ai bảo Lăng Hàn không nghe khuyên bảo, nhất định cầm chứng đi chọi đá. Đáng đời. Lăng Hàn thở dài. Chuyện đến nước này không thể làm gì khác hơn là lấy thân phận đan sư huyền cấp thượng phẩm ra. Hừ. Ở địa bàn của chấm cũng dám làm càn. Đúng lúc này, một âm thanh tràn ngập uy nghiêm vang vọng, chấn đến tất cả mọi người run lên, cảm thấy kính nể phát ra từ linh hồn. Bệ hạ. Lưu gia gia chủ kinh ngạc thốt lên. Thanh âm này chính là hoàng đế của Vũ Quốc hiện nay. Vũ Hoàng. Sắc mặt của Cửu Khổ căng thẳng. Tuy Vũ Hoàng chỉ là thần thai cảnh, nhưng đối phương là chủ một quốc gia, ở trên khí thế có thể nghiền ép tất cả thần thai cảnh, ngay cả hắn cũng không dám coi thường. Đây là vũ quốc của chấm, không phải của Đông Nguyệt Tông. Thanh âm của Vũ Hoàng lại vang lên như kinh lôi. Ăn oán của giới trẻ, chấm có thể mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nếu như nhân vật đời trước muốn ra tay, bổn hoàng thấy một giết một. Quá thô bạo. Cầu Khổ là thần thai cảnh của Đông Nguyệt Tông, nhưng Vũ Hoàng vẫn nói thấy một giết một, thiên tử há sẽ nói đùa. Người trẻ tuổi ở bốn phía đều vô cùng kích động. Đây chính là Vũ Hoàng, quả nhiên là một đời hùng chủ. Đối mặt cường giả của Đông Nguyệt Tông cũng không kinh sợ chút nào, để nhiệt huyết của bọn họ sôi trào, chỉ muốn đại chiến một trận. Nhưng sắc mặt của Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử lại kịch biến. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Vũ Hoàng sẽ làm chỗ dựa cho Lăng Hàn. Suy nghĩ tới lập trường của bọn họ, đây hoàn toàn là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cái này còn kế thừa ngôi vị Hoàng đế kiểu gì? Chỉ có Thất Hoàng Tử thì lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn thắng cược. Vũ Hoàng một đời kiêu ngạo, há cho phép người ngoài bắt nạt lên đầu mình. Vũ Hoàng, khẩu khí của ngươi không khỏi quá lớn đi. Nếu bản tôn đến một vị cường giả sinh hoa cảnh, ngươi còn dám nói như thế sao? Cửu Khổ lạnh lùng nói. Đông Nguyệt Tông tự nhiên mạnh mẽ hơn Vũ Quốc, mà cảnh giới của hắn cũng tương đương Vũ Hoàng, làm sao sẽ sợ Vũ Hoàng? Trong ba tức cút ngay lập tức, bằng không bổn hoàng quất ngươi đi ra ngoài. Thanh âm của Vũ Hoàng vang lên, lạnh lùng thô bạo. Ha ha, lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo một chút. Cầu Khổ nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra sát khí. Tương tự là thần thai cảnh, hơn nữa hắn là chấp sự của Đông Nguyệt Tông, há có thể bị Vũ Hoàng dọa đi. Nhưng hắn vẫn còn có chút căng thẳng.
Bởi vì đến hiện tại hắn vẫn không có thăm dò ra vị trí của Vũ Hoàng. Thanh âm ầm ầm, phảng phất là từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, căn bản là không có cách nào phân biệt. Một tức, tất cả mọi người thầm đếm, mà Cầu Khổ cũng bước chân về phía Lăng Hàn. Hai tức, Cầu Khổ đi cũng không nhanh. Hắn đã tăng tinh khí thần lên tới cực hạn. Nghe tiếng Vũ Hoàng là thiên tài võ đạo đã lâu, sức chiến đấu kinh người, hắn sao lại dám bất cẩn. Ba tức, Cầu Khổ ra tay, tay phải thò ra hóa thành một bàn tay lớn màu tím. Trên bàn tay có từng đạo mạch văn phát sáng, phảng phất có thể che kín bầu trời. Hừ, thanh âm của Vũ Hoàng lại vang lên, oành. Nóc nhà bị đánh tan, chỉ thấy một nắm đấm từ trên trời giáng xuống tàn nhẫn đập tới Cầu Khổ. Thiên tử quyền pháp. Ba tên hoàng tử đồng thời kinh ngạc thốt lên. Không quản bọn họ dùng binh khí gì, tự nhiên mỗi người đều tu luyện qua thiên tử quyền pháp. Nhưng thời điểm nhìn thấy nắm đấm kia, bọn họ chỉ có chấn động vô tận. Thiên tử ra quyền, dẹp yên thiên hạ. Không thể đỡ, không thể địch. Ở dưới cú đấm này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé như run rế. Bất kỳ cử động phản kháng nào đều như châu chấu đá xe, chỉ có thể bị hoàng uy cuồn cuộn ép bằng. Cầu Khổ biến sắc. Hai tay vội vã vung lên, đánh ra một mảnh tinh vân màu tím đón lấy nắm đấm màu vàng kia. Ầm. Quả nhiên như châu chấu đá xe. Ở dưới nắm đấm nghiền ép, trong nháy mắt tinh vân liền bị nổ nát. Nắm đấm màu vàng hạ xuống oanh. Kình phong không thể chống đỡ tuôn ra, oành 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 oành. Người ở trong đại sảnh tựa như rơm rạ bị chấn bay ra ngoài. Bụi mù tràn ngập, chỉ thấy cả đại sảnh đã bị san thành bình địa. Mà duy nhất không có bị chấn bay ra, chỉ có Cầu Khổ. Cái tên này là chết hay sống? Chờ bụi mù tản đi, liền thấy Cầu Khổ hiện hình chữ đại, nằm giang tay giang chân ở trên mặt đất. Lồng ngực hơi phập phồng nói rõ hắn vẫn còn sống. Mọi người hít một ngụm khí lạnh. Cầu Khổ là thần thai cảnh ai, nhưng Vũ Hoàng còn chưa lộ mặt, liền oanh hắn thành chó chết. Thực lực của Vũ Hoàng cũng quá mạnh đi. Đây là thực lực của thần thai cảnh sao? Dù hung hăng như Phong Viêm cũng ngậm miệng lại. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận người nào cũng chỉ có run sợ. Lăng Hàn, Phong Viêm, ăn oán cá nhân giữa hai người các ngươi, chấm cho phép các ngươi tự mình giải quyết. Nhưng nếu có những người khác muốn nhúng tay, người này chính là tấm gương. Thanh âm của Vũ Hoàng lại vang lên ầm ầm rung động. Dù còn có ba tên thần thai cảnh ở đây, nhưng vẫn không cách nào biết thanh âm này từ đâu tới. Lăng Hàn, vào Hoàng cung gặp chấm. Thần đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 263. Gặp vua. Từ đầu tới đuôi, Vũ Hoàng không hề lộ mặt, nhưng sự thô bạo của hắn lại thâm nhập lòng người. Dù cường giả thần thai cảnh như Phó Nguyên Thắng, Lưu Gia gia chủ cũng kính nể, không có một chút ý phản kháng. Đây mới thực sự là bá chủ, mở miệng thành luật, ở dưới Hoàng An đều là thần tử. Nhưng ánh mắt của Lăng Hàn lại nhìn về phía Hoàng cung xa xôi. Bởi vì thần thức của hắn bắt được kỳ thực thanh âm của Vũ Hoàng là từ nơi đó truyền tới. Người bình thường biết nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên, sao có thể có chuyện đó? Cách ít nhất 10 dặm, tại sao có thể truyền thanh âm rõ ràng như vậy? Còn có thiên tử quyền pháp kia, oanh bất tỉnh một tên cường giả thần thai cảnh. Quả thực như là thần thoại, đây cũng quá mạnh mẽ đi. Thần thai cảnh tuyệt không có năng lực như vậy. Lăng Hàn thầm nói, lẽ nào Vũ Hoàng đã đột phá sinh hoa cảnh? Thần thai, sinh hoa chỉ kém một cấp. Nhưng vượt qua một bước này như trời và đất, thần thai là người, sinh hoa là thần. Chỉ có sinh hoa cảnh mới có thể ở ngoài 10 dặm truyền âm, như đích thân tới. Một niệm sinh quyền ý đến ung dung trấn áp thần thai cảnh. Không đúng. Lăng Hàn khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ bắt lấy một tia thần niệm của Vũ Hoàng. Vẫn không có đạt đến sinh hoa cảnh thực kỳ quái. Tỷ sơ y e nơ cơ vụ a tê u y nơ. E tị. Lăng Hàn, lại để ngươi sống thêm 10 ngày. Sau 10 ngày, ta sẽ đích thân lấy mạng của ngươi. Phong Viêm cười lạnh, xách Cầu Khổ lên. Thân hình hắn bắn đi, rất nhanh liền biến mất. Không người nào dám ngăn hắn, dù cho trước đó hắn giết nhiều người như vậy. Lăng Hàn. Thất hoàng tử đi tới, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Hắn thắng khi cược tính cách của Vũ Hoàng. Vị quân chủ thô bạo vô song kia, làm sao có thể khoan dung Đông Nguyệt Tông bắt nạt tới cửa, tất nhiên sẽ hung hăng phản kích. Chỉ là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới thái độ của Vũ Hoàng lại cứng rắn như thế, trực tiếp đánh ngất Cầu Khổ. Bất kể nói thế nào, hắn đi đúng rồi. Hắn nhất định sẽ được Vũ Hoàng tán thưởng, cách ngôi vị Hoàng đế lại gần thêm một bước.
phụ hoàng mời, ngươi vẫn là mau đi thôi. Hắn cười nói. Rất ít khi Vũ Hoàng đơn độc mời người. Có thể thu được đặc thù này trước kia chỉ có Tàn Dạ và Triệu Hoan. Ngay cả mấy hoàng tử như bọn hắn cũng rất ít khi đơn độc bái kiến Vũ Hoàng. Lăng Hàn hơi gật đầu. Hoạn nạn thấy chân tình, so sánh với đó, biểu hiện của đại hoàng tử và tam hoàng tử quá kém. Hắn liếc nhìn Lưu Vũ Đồng, nàng sớm đã được người của Lưu gia nâng lên. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có dự định đi qua nói chuyện, chủ yếu là khó chịu người của Lưu gia. Vũ Hoàng đã biểu đạt sáng tỏ. Hơn nữa một quyền đập nát đại sảnh của Lưu gia, rõ ràng là rất bất mãn. Tin tưởng Lưu gia sẽ không dám cấu kết làm bậy với Phong Viêm nữa. Hàn thiếu. Đại hoàng tử và tam hoàng tử đồng thời đi tới. Trên mặt mang theo nụ cười dối trá, nhưng trong lòng thì loạn tùng phèo. Bọn họ hối hận chết rồi. Tính ra tính vào, nhưng không tính tới Vũ Hoàng sẽ ra tay. Bọn họ thấy trước kia Phong Viêm huyên náo lớn như vậy, nhưng hoàng thất lại căn bản không phản ứng, nên cho rằng lần này cũng như thế, lại không nghĩ tới lại xuất hiện bất ngờ. Sớm biết như thế bọn họ sẽ liều chết cùng Lăng Hàn. Vừa có thể kết giao tình với đối phương còn được Vũ Hoàng xem trọng. Hiện tại ngược lại tốt, cả hai đều không còn. Lăng Hàn chỉ cười nhạt nói. Ta phải đi gặp bệ hạ, không rảnh trò chuyện với hai vị hoàng tử. Nói xong hắn liền vung tay, nghênh ngang rời đi. Trong con ngươi của đại hoàng tử và tam hoàng tử đồng thời lộ ra lửa giận. Một phàm phu nho nhỏ mà thôi, lại dám xem thường hai hoàng tử như bọn hắn. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm tính toán vấn đề này. Thất hoàng tử đột nhiên phát lực, đã ở trong tranh đoạt hoàng quyền đi trước một bước. Ở trước mặt ngôi vị hoàng đế, cái gì cũng có thể để qua một bên. Hai người liếc nhìn nhau đồng thời lộ ra nụ cười. Hiện tại danh tiếng của thất đế quá cao, nhất định phải chèn ép một hồi để ba người lần thứ hai trở lại vạch xuất phát. Lăng Hàn xa xa gật đầu với đám người Quảng Nguyên. Cũng ra hiệu Quảng Nguyên Chu Vô Cửu mang hổ nữ về trước, còn mình thì đi hướng hoàng cung. Khoảng 10 dặm đường đối với Dũng Tuyền Cảnh mà nói chỉ cần 10 phút, rất nhanh hắn đã đi tới trước hoàng cung. Mời đi theo ta. Một tên thị vệ đi tới, vóc người trung đẳng, tuổi tác chỉ chừng 30, nhưng đã là linh hải cảnh. Cái này ở Vũ Quốc là rất kinh người. Nếu Vũ Hoàng mời, tự nhiên đều đã an bài xong. Lăng Hàn đi theo tên thị vệ kia, nói. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Tệ hạng. Thị vệ kia lạnh như băng nói, rất có phong cách của Tàn Dạ. Tể tương. Lăng Hàn không khỏi sững sờ. Thầm nghĩ sợ là cha mẹ ngươi phải thất vọng, hiện tại là làm vũ vệ. Hạng, không phải tương. Tể hạng từ tốn nói. Ai biết hắn nói là cái tương gì, nhưng nếu hắn biện giải nói rõ khẳng định không phải tể tương. Lăng Hàn cười hì hì, cũng không dây dưa ở vấn đề này nữa. Dù sao đối phương là linh hải cảnh, đừng thẹn quá thành giận mà quay sang đập hắn là được. Người này hẳn là tâm phúc của Vũ Hoàng, chừng 30 tuổi đã là linh hải cảnh. Lại được Vũ Hoàng dốc lòng vun bón, có thể ở chừng 40 bước vào thần thai cảnh. Tể hạng không phải người nói nhiều. Lăng Hàn không hỏi, hắn là tuyệt không lên tiếng, chỉ dẫn Lăng Hàn đi tới. Trên đường thị vệ nhìn thấy tể hạng liền cung kính hành lễ, không có ý tứ kiểm tra thân phận của Lăng Hàn chút nào. Hiển nhiên địa vị của tể hạng đã được hết thảy thị vệ tán thành. Hai người đi tới chính thiên điện. Đây là địa phương Vũ Hoàng chủ trì sự vụ, triều thần bái kiến. Hiện tại đã qua thời gian triều chính, bởi vậy toàn bộ đại điện có vẻ rất trống rỗng. Tự mình vào đi. Tể hạng lạnh lùng nói. Thật là một gia hỏa lạnh nhạt. Lăng Hàn thầm nói, tự mình tiến vào đại điện. Đây là tòa cung điện to lớn nhất trong quần thể cung điện. Từng trụ đá cao tới 100 mét đẩy lên mái điện khổng lồ, làm cho người ta có cảm giác hùng vĩ đồ sộ. Phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ cung điện trống rỗng. Nhưng Lăng Hàn lại biết, phía sau mỗi chỗ đá đều cất giấu một tên thị vệ, thực lực đều là linh hải cảnh. Mà ở cuối cung điện, là vương tỏa cao lớn vững chãi, một nam tử khoảng chừng 50 tuổi đang ngồi. Rõ ràng chỉ là ngồi, nhưng tỏa ra khí thế vô tận, khiến lòng người lạnh lẽo. Vũ Hoàng. Hắn đã sắp 60, nhưng nhìn qua chỉ khoảng 50, bảo dưỡng cũng không tệ. Ở bên chân Vũ Hoàng có một cô gái ngã ngồi, tựa hồ đang phụng dưỡng hắn. Nhưng Lăng Hàn có thể thấy kỳ thực cô gái này là đang tu luyện. Lại là Hứa Khả Hân. Đều nói nữ tử này rất được sủng ái, quả nhiên không giả, ngay cả ban ngày cũng có thể làm bạn bên đế quân. Có điều, làm bạn quân vương phải luôn chú ý hầu hạ, nhưng tại sao nàng lại đang tu luyện? Đây là một quái sự. Hơn nữa, Lăng Hàn chỉ liếc mắt liền có thể xác định, Vũ Hoàng tuyệt đối không phải người trọng sắc, bằng không hắn tuyệt đối không thể có thực lực như bây giờ. Nửa bước sinh hoa cảnh.
Không đúng, không đúng. Nửa bước sinh hoa cảnh cũng chỉ là tiếp cận sinh hoa. Trên thực tế vẫn là thần thai cảnh, như cũ là phàm nhân. Ý niệm trong lòng Lăng Hàn thay đổi thật nhanh. Thầm nghĩ có lẽ có quan hệ tới quốc thế, mới có thể làm cho Vũ Hoàng vượt qua nửa bước này chân chính nắm giữ uy năng của sinh hoa cảnh. Người trẻ tuổi, ngươi khiến chấm rất đau đầu. Vũ Hoàng mở miệng, có đại thế vô tận dương động. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 264. Châm biếm. Lăng Hàn chắp tay nói. Vãn bối tham kiến Vũ Hoàng. Hắn tự xưng vãn bối tự nhiên là hành lễ như võ giả, không cần quỳ lạy. Mà nếu lấy thân phận thần tử tham kiến, như vậy hắn nhất định phải quỳ xuống. Đây là hai loại lập trường hoàn toàn khác nhau. Vũ Hoàng cũng không có trách cứ, trái lại nở một nụ cười nói. Người trẻ tuổi ngạo khí rất đủ nha. Ở bên chân của hắn, Hứa Khả Hân bị thức tỉnh. Nàng mở hai mắt ra nhìn Lăng Hàn, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng từng thấy người trẻ tuổi này, lúc đó còn động một tia sát niệm, chỉ là không có ra tay mà thôi. Không nghĩ tới, hắn lại có tư cách bái kiến Vũ Hoàng, cái này rất kinh người. Bệ hạ mới là oai phong lẫm liệt, một quyền liền đánh đổ chấp sự chó má của Đông Nguyệt Tông để vãn bối nhiệt huyết sôi trào nha. Lăng Hàn nịnh nọt nói. Ha 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 ha. Vũ Hoàng cười to, lắc đầu nói. Ngươi cho rằng miệng ngọt một chút, chấm có thể quên phiền phức ngươi gây ra sao? Hứa Khả Hân không khỏi khiếp sợ. Nàng hầu hạ ở bên người Vũ Hoàng mấy năm, hầu như chưa từng thấy Vũ Hoàng cười sảng khoái như vậy. Còn dùng ngữ khí trêu chọc nói chuyện với một thanh niên quả thực làm cho nàng không thể tin tưởng. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Kính xin bệ hạ thứ tội. Vũ Hoàng hừ một tiếng nói. Coi như chấm bá khí hơn nữa, cũng không dám làm gì một vị đan sư huyền cấp thượng phẩm. Đôi mắt đẹp của Hứa Khả Hân trợn to. Đan sư huyền cấp thượng phẩm. Là thiếu niên trước mặt này. Làm sao có khả năng. Nhưng Vũ Hoàng há có thể ăn nói ba hoa, chuyện này không tin cũng phải tin. Lăng Hàn cười hì hì nói. Vẫn không có cảm tạ ăn giải vây của bệ hạ, ngày sau tất sẽ báo đáp. Nếu Vũ Hoàng chỉ rõ thân phận đan sư huyền cấp thượng phẩm của hắn, hắn cũng dùng thân phận đan sư nói chuyện với Vũ Hoàng, ở trên địa vị chỉ hơi kém mà thôi. Vũ Hoàng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn nói. Lão đại, lão tam cùng lão thất, ngươi đều gặp. Ngươi cho rằng người nào thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất? Vấn đề này nên hỏi hắn sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Trong lòng bệ hạ đã sớm có quyết đoán, ta không dám vọng ngôn. Nhưng ngươi là đan sư huyền cấp thượng phẩm. Phó Nguyên Thắng, Ngô Tùng Lâm lại rất nghe lời ngươi. Nếu ý kiến của ngươi không hợp với chấm, ngày sau cổ động đan sư không bán đan dược cho thần dân Vũ Quốc, chẳng phải Giang Sơn Vũ Quốc sẽ hủy hoại trong một ngày hay sao? Vũ Hoàng tử tốn nói. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cái mũ này có chút lớn a. Thiên tử lại hỉ nộ vô thường, vạn nhất cho rằng hắn là mối họa, sẽ uy hiếp đến hoàng quyền, vậy không quản ngươi là ai trực tiếp diệt. Tinh thần của hắn tập trung cao độ. Có một gì đồng hắn sẽ tiến vào hắc tháp. Nhiều nhất chỉ là để Vũ Hoàng phát hiện hắn có bí pháp thuấn di, hoặc có loại hình ẩn thân. Coi như lộ ra ngoài một chút bí mật cũng tốt hơn mất mạng nhỏ. Yên tâm đi, nếu như chấm muốn giết ngươi, ngươi sẽ không thể sống sót đi tới đây. Vũ Hoàng tử tốn nói. Lăng Hàn cười hì hì. Bề ngoài thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại không buông lòng chút nào. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng một người khác. Lăng Hàn, chấm nên làm sao với ngươi? Vũ Hoàng nói. Một đan sư có thể luyện chế ra trúc cơ đan, thậm chí Vũ Quốc sẽ bởi vì ngươi mà rối loạn. Phốc. Hứa Khả Hân không nhịn được ho khan. Trúc cơ đan huyên náo sôi sùng sục ở Hoàng Đô lại là Lăng Hàn luyện chế. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, hắn mới bao lớn, làm sao có khả năng luyện chế trúc cơ đan. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Ngày sau nếu ta lại luyện chế ra trúc cơ đan, sẽ ưu tiên một nửa cho Hoàng thất. Được. Vũ Hoàng lộ ra nụ cười, không khí sốt sắng nhất thời tan rã. Thực sự là gần vua như gần cọp. Đế vương hỉ nộ vô thường, hơi một tí là giết người, muốn người ta không sốt sắng cũng khó khăn. Lăng Hàn không khỏi oán thầm. Nếu như hắn còn tu vi hiếp trước, khẳng định sẽ đánh Vũ Hoàng một trận. Lại dám dọa hắn. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể cười khổ nói. Suýt chút nữa bị bệ hạ hô chết. Vũ Hoàng làm nền một phen, lại đe dọa kỳ thực chính là vì trúc cơ đan mà thôi. Ha ha, ngày sau ngươi tất thành đan sư địa cấp, dù chấm thấy cũng phải đón chào.
Nhân lúc cánh của ngươi vẫn chưa cứng, chấm đương nhiên phải gõ một cái, bắt nạt một chút, nếu không ngày sau liền không còn cơ hội. Vũ Hoàng cười nói. Lăng Hàn cũng cười cười. Kỳ thực Vũ Hoàng là người vui tính, chỉ là hắn khôi hài có thể hù chết người ta. Lão đại, lão tam ở trên tâm tính có chút kém. Có giá tâm, nhưng không có khí thế tương ứng. Vũ Hoàng mở miệng bình phẩm cho mấy con trai của mình. Lão thất thì quá cẩn thận, thủ thành quả có sẵn thì thừa, nhưng không đủ tiến thủ. Hắn dừng một chút, lại nói. Có lẽ ngươi sẽ giúp đỡ lão thất. Có một vị đan sư địa cấp tương lai giúp đỡ, chấm cũng có thể yên lòng lui xuống. Chấm quyết định chờ sau ngày mừng thọ 60 tuổi, liền truyền ngôi vị hoàng đế cho lão thất, từ nay về sau chuyên tâm võ đạo. Hứa Khả Hân kinh hãi, vẻ mặt trắng xám, không khỏi kêu lên. Bệ hạ. Vũ Hoàng đưa tay nhấn một cái, ngăn nàng lại nói. Ngươi cũng nên rời đi. Lăng Hàn không có để ý hai người bí hiểm, chỉ nói. Chúc mừng bệ hạ. Vì sao phải chúc mừng chấm? Vũ Hoàng cười hỏi. Thả xuống quốc sự, bệ hạ liền có thể toàn lực xung kích sinh hoa cảnh, từ đây siêu phàm nhập thánh. Lăng Hàn cười nói. Ánh mắt của Vũ Hoàng sáng ngời, nhất thời khí thế mãnh liệt giống như thủy triều. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của chấm. Lăng Hàn mỉm cười, đúng mực nói. Ta là đan sư, thần thức mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Vũ Hoàng gật đầu. Thiếu niên này xác thực rất khác loại. Bằng không cũng không thể ở tổ nguyên cảnh liền luyện chế ra đan dược chuẩn địa cấp. Nửa tháng sau chấm sẽ tổ chức tiệc mừng thọ. Đồng thời còn tiến hành một trận đấu võ, coi như chúc mừng đại thọ của chấm. Lăng Hàn không biết lời nói này có ý nghĩa gì, chỉ gật đầu, không có tiếp lời. Người đoạt được thứ nhất, phần thưởng là một bảo vật trong nội khố. Vũ Hoàng thong thả nói. Tâm thần của Lăng Hàn chấn động. Chân thị chi nhãn. Vũ Hoàng đã là nửa bước sinh hoa. Lại thêm quốc thế giúp đỡ, hắn ở vũ quốc như một thần linh thì giác, thính giác hầu như có mặt khắp nơi. Nghĩ đến đại hoàng tử, tam hoàng tử và hắn giao dịch đều không giấu được Vũ Hoàng. Trong lòng Lăng Hàn căng thẳng. Như vậy sự tình của tỷ muội Liễu gia thì sao? Nghiêm ngặt mà nói, hắn bao che hung phạm ám sát quý phi, cái này không khác gì tạo phản. Ăn hẳn là sẽ không biết. Dù sao Vũ Hoàng chỉ là người, coi như đột phá sinh hoa cảnh cũng chỉ siêu thoát phàm nhân, cách thành thần còn kém xa. Hắn hẳn chỉ sẽ chú ý mấy nhân vật trọng điểm mà thôi. Tỷ như ba nhi tử có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế của hắn. Nhất cử nhất động của bọn họ khẳng định đều không gạt được hắn, âm thầm so sánh xem người nào mới càng thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bởi vậy, Lăng Hàn và đại hoàng tử tam hoàng tử thương lượng sự tình đánh cắp chân thị chi nhãn, đương nhiên không gạt được vị Vũ Hoàng này. Hiện tại Vũ Hoàng xem chân thị chi nhãn là vật khen thưởng, ý tại ngôn ngoại chính là ngươi mờ ám chấm biết rõ, chỉ cần ngươi an phận mới có lợi cho ngươi. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 265. Mở điều kiện. Đối với chân thị chi nhãn, Lăng Hàn nhất định muốn lấy được. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Bệ hạ, chân thị chi nhãn dính đến một môn thần thông. Đến thời điểm đó khẳng định có vô số người tham chiến, nói không chắc cường giả thần thai cảnh cũng sẽ mặt dày ra tay, ta thực không có bao nhiêu tự tin. Trừ khi hắn lấy hắc tháp ra. Nhưng hắc tháp vừa ra, sẽ có cường giả thần cảnh giáng thế cướp giật. Này quan hệ lớn hơn một môn thần thông quá nhiều. Vũ Hoàng cười ha ha nói. Không cần dùng mánh lưới ở trước mặt chấm. Lần này luận võ, người tham gia hạn định 30 tuổi trở xuống, ngươi còn không có năng lực đoạt thứ nhất, vậy thì chỉ trách mình không có bản lãnh. Lăng Hàn vừa nghĩ, 30 tuổi trở xuống, vậy có thể làm đối thủ của hắn chỉ có Phong Viêm. Ngươi là thần dân của Vũ Quốc. Chấm muốn ngươi ở trước mặt người trong thiên hạ đánh bại Phong Viêm trấn oai Vũ Quốc. Vũ Hoàng nói quả nhiên như Lăng Hàn suy đoán. Xem ra Phong Viêm huyên náo quá hung, trước đó còn tùy ý đánh giết vài nhân vật quyền quý, để Vũ Hoàng cũng nổi giận. Chỉ là Vũ Hoàng rất uy phong, nhưng hắn làm quân chủ của một quốc gia, không thể chỉ cân nhắc khí phách nhất thời. Nếu giết Phong Viêm, vậy tất nhiên sẽ chọc ra cường giả của Đông Nguyệt Tông. Cho dù Vũ Quốc không diệt cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ đến hóa giải lửa giận của Đông Nguyệt Tông. Chuyện như vậy đương nhiên không phải một vị đế vương muốn làm. Nhưng hắn sẽ mặc cho Phong Viêm lớn lối, làm càn như vậy sao? Vũ Hoàng khí phách như vậy, đương nhiên sẽ không cho phép dưới mí mắt xuất hiện một cái gai. Không thể giết, vậy thì oanh bại, chém nhuệ khí của Phong Viêm cho hắn một bài học. Lăng Hàn gật đầu. Coi như không có yêu cầu của Vũ Hoàng, hắn cũng sẽ không khách khí với Phong Viêm.
Nếu có cơ hội, hắn tuyệt không ngại giết người này. Đi thôi. Vũ Hoàng phất phất tay, nhắm hai mắt lại, thật giống như ngủ. Hiển nhiên không muốn nói chuyện với Lăng Hàn nữa. Lăng Hàn lui ra, ở Tể Hạng làm bạn đi khỏi Hoàng Cung. Người này xoay người đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại nói. Lăng Hàn, không nên phụ kỳ vọng của bệ hạ. Cũng không chờ Lăng Hàn trả lời, hắn nghênh ngang rời đi, có vẻ rất thô bạo. Lăng Hàn lắc đầu. Vũ Hoàng thô bạo là bởi vì người ta có thực lực để thô bạo. Mỗi tiếng nói cử động của Tể Hạng đều mô phỏng theo Vũ Hoàng, nhưng chỉ học được hình căn bản không cách nào học được ý. Hắn cũng lười tính toán, đi trở về Hổ Dương học viện. Lăng Hàn đúng không? Thanh âm yểu điệu vang lên ở sau lưng hắn, quyến rũ đến tận xương. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Hứa Khả Hân dịu dàng xinh đẹp đứng ở sau người hắn. Thân thể mềm mại, rất hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng hắn không có nhìn nhiều, chỉ nói. Có gì chỉ giáo? Hiện tại hắn là đan sư huyền cấp thượng phẩm, hoàn toàn không cần thiết phải ăn nói khép nép với một quý phi. Thật không nghĩ tới, lúc trước chỉ là một nhân vật nho nhỏ, hiện tại lại thành đan đạo đại sư. Hứa Khả Hân lắc đầu, sau đó khom người thi lễ. Quần trắng phiêu phiêu, như một đóa hoa tỏa ra. Khả Hân bái kiến đại sư. Lăng Hàn cười nhạt nói. Không dám, cái lễ này của Hứa quý phi quá nặng. Hứa Khả Hân đứng lên, hé miệng nở nụ cười. Đại sư, Khả Hân muốn cầu một chuyện. Hứa quý phi, có vẻ như ngươi cầu sai người rồi. Vũ Hoàng bệ hạ là vũ quốc chi chủ, ngươi có nhu cầu gì thỉnh cầu bệ hạ mới hợp lý đi. Lăng Hàn nói. Hứa Khả Hân thở dài, biểu hiện ai oán. Nếu có người không liên quan thấy, nhất định sẽ ta thấy mà yêu, bị dáng dấp điềm đạm đáng yêu của nàng đánh động. Đáng tiếc, cái trò này hoàn toàn vô dụng ở trước mặt Lăng Hàn. Đại sư có chỗ không biết, Khả Hân chỉ là phi tử trên danh nghĩa của bệ hạ mà thôi. Nàng thấy Lăng Hàn bình chân như vậy, chỉ có thể thăm thắm nói. Ồ! Lăng Hàn gật đầu, xoay người liền đi. Chờ đã. Hứa Khả Hân vội đuổi theo nói. Khả Hân muốn dùng một môn tông pháp đổi lấy 10 viên trúc cơ đan. Hiện tại nàng là linh hải tầng 3. Tuy cách tầng 9 rất xa, nhưng dưới sinh hoa, vượt qua cảnh giới nhỏ không khó, đây chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, mấy năm sau nàng có thể xung kích thần thai cảnh, nếu có 10 viên trúc cơ đan tự nhiên nắm chắc sẽ tăng lớn. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Khẩu vị của Hứa quý phi thật lớn. Ngươi nói là 10 viên trúc cơ đan, không phải 10 viên hồi nguyên đan nha. Trên thực tế ở trong mắt đan đạo đế vương như hắn, trúc cơ đan và hồi nguyên đan thật không khác gì nhau. Hứa Khả Hân cũng biết mình công phu sư tử ngoạm. Nhưng có kẻ mặt cả, làm sao có khả năng lập tức nói ra giới hạn của mình cho người ta biết. Nàng nói, đó là bởi vì công pháp mà Khả Hân dùng để trao đổi tuyệt đối đáng giá. Há, nói nghe một chút. Lăng Hàn không tỏ ý kiến. Xin mời đại sư theo Khả Hân đi một chỗ yên tĩnh. Hứa Khả Hân nói. Lăng Hàn hơi có chút hiếu kỳ, liền gật đầu đồng ý. Hai người đi tới một trà lâu thuê một phòng khách ngồi đối diện nhau. Công pháp gì? Lăng Hàn không có tâm tình vòng tới vòng lui. Hứa Khả Hân cũng nhìn ra Lăng Hàn thiếu kiên nhẫn nên không dám thả mồi câu, nói. Vô tương tâm kinh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh 6 tầng công pháp. Trong đầu Lăng Hàn bay lên mấy ý nghĩ, đem một ít chuyện sâu chối lại. Trước không nói vô tương tâm kinh là công pháp đẳng cấp nào, then chốt là có 6 tầng hoàn chỉnh, chuyện này ý nghĩa có thể tu luyện tới sinh hoa cảnh. Mà Bắc Hoang Cửu Quốc thiếu nhất là cái gì? Chính là công pháp của sinh hoa cảnh, lúc này mới hạn chế võ giả sinh hoa cảnh xuất hiện. Dựa vào khí vận của một nước gia trì thì không tính. Đây căn bản là không thể rời bổn quốc, bằng không mất đi quốc vận giúp đỡ, tu vi sẽ bị đánh về nguyên hình. Hơn nữa nếu tuổi thọ vượt giới hạn, vừa đi ra biên giới liền chết già. Quan hệ giữa Vũ Hoàng và Hứa Khả Hân rất đặc thù. Lại liên tưởng đến trước đó nàng nói mình chỉ là phi tử trên danh nghĩa của Vũ Hoàng, hắn đại khái có thể khẳng định Hứa Khả Hân và Vũ Hoàng làm giao dịch. Đại khái là có thể mượn dùng quốc vận tu luyện mới ở trong vòng mấy năm đột phá linh hải cảnh. Hắn đoán năm xưa Hứa Khả Hân và Lạc Hoa Điện trở mặt thật chỉ vì một viên đan dược chú nhan sao. Sợ là vì vô tương tâm kinh mới đúng, để Hứa Khả Hân có tâm độc chiếm. Hoặc là cao tầng của Lạc Hoa Điện muốn giết người diệt khẩu, ngược lại bị Hứa Khả Hân dẫn đầu làm khó dễ, dẫn đến Lạc Hoa Điện diệt vong. Sau đó Hứa Khả Hân chạy trốn tới Vũ Quốc, giao dịch với Vũ Hoàng. Bởi vậy, Vũ Hoàng mới có thể tiến thêm một bước trở thành nửa bước sinh hoa. Mở ra cánh cửa sinh hoa cảnh không bao lâu nữa liền có thể chân chính vượt qua. Hứa Khả Hân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến,
Nàng chỉ nói ra tên của một bộ công pháp, lại làm cho Lăng Hàn nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Nếu nàng biết mà nói, nhất định sẽ bị năng lực trinh thám của Lăng Hàn dọa ngất. Lăng Hàn không có hứng thú với vô tương tâm kinh. Đừng nói chỉ có 6 tầng, dù có 9 tầng hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn. Hắn lạnh nhạt nói, ta cách sinh hoa cảnh còn rất xa, tạm thời không có hứng thú. Hứa Khả Hân khẽ nhếch miệng cực kỳ giật mình. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 266. Giao dịch. Ở Hứa Khả Hân nghĩ đến công pháp tầng thứ 6 đối với Vũ Quốc, không đối với hết thảy võ giả của Bắc Hoang Cửu Quốc đều có sức hấp dẫn cực lớn. Bởi vì nó có thể bước ra bước then chốt, từ đây thoát khỏi phàm nhân, có tư cách trở thành thần. Đương nhiên, sinh hoa cảnh còn kém rất xa. Nhưng không thể nghi ngờ đã bước ra bước thứ nhất. Nàng tung mồi nhử như vậy, tin tưởng Lăng Hàn nhất định sẽ mắc câu thành khẩn giao dịch. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn lại từ chối. Hơn nữa còn từ chối không chút do dự như vậy. Lẽ nào? Tiểu đệ đệ, lẽ nào ngươi đã nắm giữ công pháp tầng thứ 6? Hứa Khả Hân chứng nào tật nấy, dùng bộ dáng hiểu điệu, mị thái này sinh. Lăng Hàn nói. Hứa Quý Phi cảm thấy điều này có thể sao? Đương nhiên không thể, Vũ Quốc làm sao có khả năng có công pháp tầng thứ 6? Trong lòng Hứa Khả Hân nghĩ như vậy, nhưng Lăng Hàn từ chối quá thoải mái, làm cho nàng cảm thấy đối phương có thể nắm giữ công pháp tầng thứ 6. Nàng chưa từng do dự bất quyết như thế, làm cho nàng có cảm giác sắp phát điên. Lăng Hàn chủ động giải thích. Ta là một đan sư, cần tu vi quá mạnh mẽ làm gì? Nay ngược lại có đạo lý. Hắn tuổi còn trẻ cũng đã là đan sư chuẩn địa cấp, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Mà một người tinh lực có hạn, phân tâm ham nhiều, vậy chỉ có thể mọi thứ không tinh. Hứa Khả Hân vẫn có chút hoài nghi, nhưng nàng không dám tiếp tục truy hỏi. Dù sao cũng là nàng cầu Lăng Hàn. Nàng do dự hồi lâu mới nói, ta còn có một bảo vật có thể làm trao đổi. Há, là cái gì? Lăng Hàn thuận miệng nói, ta cũng không biết. Hứa Khả Hân lắc đầu nói, người này không giống nàng dự đoán chút nào, làm lòng nàng rối như tơ, chỉ có thể thu hồi mị thái trở nên chính kinh. Lăng Hàn không khỏi bật cười, Hứa Quý Phi đang nói đùa sao? Nào có chuyện như vậy, nói muốn cầm bảo vật ra trao đổi, nhưng ngay cả bảo vật là cái gì cũng không biết. Vậy sao ngươi có thể xác định nó là bảo vật? Hứa Khả Hân nói. Ở 7 năm trước, ta và mấy vị trưởng bối của sư môn phát hiện một cổ mộ ở bên trong được bộ vô tương tâm kinh này. Mặt khác, ở bên cạnh vô tương tâm kinh còn có một cái hộp phong kín, nhưng không cách nào mở ra. Nàng dừng một chút, lại nói. Có thể đặt ở cùng vô tương tâm kinh, vật trong hộp này tất nhiên rất quý giá. Lăng Hàn mỉm cười nói. Hứa Quý Phi muốn dùng đồ vật thật giả không biết kia trao đổi 10 viên trúc cơ đan. Không sai. Hứa Khả Hân gật gù. Đại sư có nguyện đánh bạc một lần không? Được. Lăng Hàn không chút do dự nói. Ngược lại hắn tiện tay liền có thể luyện chế trúc cơ đan ung dung vui vẻ. Coi như chỉ đổi đến một cái hộp phổ thông cũng chỉ là hắn lãng phí mấy triệu lượng cùng chút thời giờ mà thôi. Nhưng vạn nhất trong hộp thật có bảo bối thì sao? Ngày mai lúc này, ngươi mang theo hộp lại đây, ta sẽ mang theo trúc cơ đan. Hắn nói. Hứa Khả Hân đại hỉ, vội xác nhận nói. Là 10 viên trúc cơ đan. Phải. Lăng Hàn gật đầu. Một lời đã định. Hứa Khả Hân vui mừng khôn xiết. Lăng Hàn đứng dậy rời đi. Nếu quyết định làm khoản buôn bán này, hắn tự nhiên phải chuẩn bị vật liệu. Đáng tiếc vườn thuốc trong hắc tháp vẫn chưa hoàn thiện, bằng không hắn có thể tự cung tự cấp. Dù sao từ bí cảnh đi ra chưa được mấy ngày, đâu có thể nào chuẩn bị hết thảy dược thảo nhanh như vậy. Hắn đi tới Thiên Dược Các, sau khi cảm ơn Phó Nguyên Thắng, mua đủ vật liệu cần thiết luyện chế trúc cơ đan, liền trở về Hổ Dương học viện. Rất nhiều người đều ở cửa chờ hắn, muốn kéo giao tình. Dù sao hắn vừa được Vũ Hoàng triệu kiến, Hoàng ăn chính thịnh. Nhưng Lăng Hàn nào có tâm tình để ý tới, tùy ý vài câu liền đuổi tất cả mọi người đi. Tiến vào sân, hổ nữ lập tức xính tới. Lăng Hàn nói với nàng vài câu, liền dẫn nàng tiến vào trong hắc tháp. Tiểu nha đầu sung sướng chơi đùa, Lăng Hàn thì bắt đầu luyện đan. Cái này tự nhiên là chút lòng thành, chỉ sau một tiếng, 10 viên trúc cơ đan ra lò. Ngày thứ hai, Hoàng thất thả ra một tin tức quan trọng. Vũ Hoàng đại thọ 60, lần này đương nhiên phải tổ chức tiệc mừng. Hơn nữa còn sẽ mở hội đấu võ, biểu thị vũ lực của đế quốc.
Lần này quán quân đấu võ được Vũ Hoàng tự mình khen ngợi, mà phần thưởng là một môn thần thông. Thần thông là thứ gì, đại bộ phận người không hiểu, nhưng cũng không trở ngại mọi người đoán ra thần thông quý giá. Vũ Hoàng ban thưởng sẽ là đồ vật phổ thông sao? Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình dân chúng tăng vọt. Ngay cả cường giả thần thai cảnh của bát đại hào môn cũng rục rà rục dịch. Nhưng khi nhìn thấy điều kiện tham gia, không ít người hiểu xìu. Bởi vì chỉ giới hạn 30 tuổi trở xuống. Cũng đúng, tương lai của đế quốc tự nhiên dựa vào thế hệ trẻ tuổi, các lão đầu tử tham gia náo nhiệt làm gì? 30 tuổi trở xuống. Vậy cũng chỉ có hai người, Lăng Hàn, Phong Viêm. Người tinh tường đã nhìn ra, đây là Vũ Hoàng dựng võ đài cho hai người, muốn ở trước mặt người trong thiên hạ quyết thắng thua. Thần thông. Trong Tích Hoa Các, Nghiêm Thiên Chiếu lẩm bẩm, trong tay cầm một ly rượu, nhàn nhã mà ngồi, tràn ngập khí chất xuất trần. Mà ở bên cạnh hắn lại có một bà lão mờ mịt thất thần, thật giống như không còn hồn. Nhìn kỹ, bà lão này giống Nghiêm phu nhân đến mấy phần. Vốn định ly khai Vũ Quốc, không nghĩ tới lại có trò hay. Hiện tại lại gặp gỡ một môn thần thông. Thần thông có yếu có mạnh, nhưng bất luận làm sao có thể được gọi là thần thông đều hữu dụng, không ngại lấy xem một chút. Nghiêm Thiên Chiếu để chén rượu xuống, nhìn về phía bà lão, cười nói. Mẫu thân, ta liền cầm quán quân luận võ, lộ diện ở trước mặt người trong thiên hạ, ngươi có hài lòng không? Nàng quả nhiên là Nghiêm phu nhân. Nhưng tại sao nàng lại đột nhiên mất đi dung mạo như hoa, biến thành một bà lão? Nghiêm phu nhân như người đã chết. Qua một hồi lâu, trong ánh mắt mới lướt qua một tia tức giận, run giọng nói. Ngươi không phải con của ta. Ngươi là ma duyệt. Ngươi là ma duyệt. Sai, ta đúng là con trai của ngươi, chỉ là nhiều hơn một chút kinh nghiệm mà thôi. Nghiêm Thiên Chiếu chỉ đầu của mình, khóe miệng tràn ra một nụ cười cực kỳ tà khí. Còn phải cảm tạ mẫu thân đại nhân đem tu vi chuyển cho ta. Bằng không ta muốn nắm giữ tu vi bây giờ, làm sao cũng phải tu luyện 10 năm 8 năm. Nghiêm phu nhân chỉ lắc đầu, không ngừng nói. Ngươi không phải con của ta. Ngươi không phải con của ta. Nghiêm Thiên Chiếu thu hồi ánh mắt, cầm chén rượu lên uống, nhìn bầu trời nói. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này thứ nhất không phải Lăng Hàn chính là Phong Viêm. Vậy để ta cho tất cả mọi người một bạt tay, để bọn họ biết còn có Nghiêm Thiên Chiếu ta. Buổi chiều, Lăng Hàn đi tới trà lâu hôm qua, hoàn thành giao dịch với Hứa Khả Hân. 10 viên trúc cơ đan. Lăng Hàn tiện tay lấy ra một chiếc bình ngọc để lên bàn. Tâm tình của Hứa Khả Hân rất tốt, yểu điệu nói. Tiểu đệ không sợ tỉ tỉ hắc đan dược của ngươi sao? Ngươi có thể thử. Lăng Hàn tử tốn nói. Ai, ngươi người này thật không biết khôi hài một chút nào. Hứa Khả Hân lắc đầu, từ bên cạnh lấy ra một cái hộp dùng vải màu đỏ bao bọc để lên bàn. Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 267. Bách Độc Ngọc Cao. Lăng Hàn hoàn toàn không có tín nhiệm với Hứa Khả Hân, bởi vậy hắn lập tức mở vải đỏ ra. Bên trong quả nhiên là một cái dương màu đen, không phải kim loại, mà là gỗ, tỏa ra mùi đàn hương nhàn nhạt. Hắn đo lường cái dương, Hứa Khả Hân tự nhiên cũng kiểm nghiệm trúc cơ đan, hai người đều không nói gì. Quả nhiên không mở ra. Cũng không phải bởi vì khóa lại, mà là do cái nắp này vừa khớp, căn bản không chỗ dùng sức. Xem ra chỉ có thể dùng bạo lực mạnh mẽ đập ra. Lăng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn biết vật liệu gỗ này. Thông Nguyên Tâm 1. Đây là một loại vật liệu phi thường quý giá. Nó có hai đặc điểm, một là cứng cỏi, hai là có thể ngăn linh khí trôi đi. Bởi vậy, nó rất thích hợp cất chứa dược liệu quý giá. Chỉ cần bỏ vào trong có thể bảo đảm dược liệu ngàn năm thậm chí vạn năm không hỏng. Hắn hơi lung lay một chút, bên trong có đồ vật. Nghe động tĩnh phán đoán, hẳn là chỉ có một vật phẩm, cảm giác rất nặng. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không thể phán đoán. Tiểu đệ tỉ tỉ cảm tạ ngươi. Hứa Khả Hân cười duyên nói, hết sức hài lòng thu hồi bình ngọc. Tuy nàng cũng rất muốn biết trong hộp gỗ cất giấu món đồ gì, càng biết chắc đó là bảo vật. Nhưng nàng đã nghiên cứu rất nhiều năm, thử tất cả biện pháp đều không thể mở ra, nên nàng quyết tâm giao cho Lăng Hàn, miễn làm nàng lo lắng, mắt không thấy tâm không phiền. Lăng Hàn không có để ý đến nàng, làm cho nàng mất hứng. Nhưng bởi vì tâm tình đang tốt, nên không có để ở trong lòng, đẩy cửa mà đi. Đợi nàng rời đi, Lăng Hàn trực tiếp thu hộp gỗ vào trong hắc tháp. Hắn không có lập tức tiến vào hắc tháp, mà đứng dậy rời đi. Dù sao đã vào hắc tháp thì nhất định là đồ vật của hắn, ai cũng không thể lấy đi. Hắn trở lại học viện đóng cửa phòng, lúc này mới tiến vào hắc tháp.
Thả ở kiếp trước, lấy tu vi thiên nhân cảnh của hắn, muốn mở hộp gỗ do thông nguyên tâm mộc chế thành tự nhiên là dễ như ăn cháo, nhưng tu vi dũng tuyển cảnh thì kém rất nhiều. Bằng không Hứa Khả Hân há sẽ bó tay. Người ta tốt xấu gì cũng là linh hải cảnh. Có điều ở trong hắc tháp, Lăng Hàn là thần. Hắn hơi suy nghĩ, hộp gỗ liền mở ra, dễ dàng như lật tay vậy. Trong hộp là một khối ngọc. Vừa đưa nó ra thì có hương vị nồng nặc, để tinh thần của hắn đại chấn, lỗ chân lông toàn thân muốn thư giãn ra. Lăng Hàn lộ ra vẻ kích động. Đây không phải ngọc, mà là dược cao, bách độc ngọc cao. Không nghĩ tới, lại còn có thứ này tồn tại. Hắn đưa tay nhấn một cái, hết thảy mùi thơm đều bị hắn đẩy về trong hộp gỗ. Ở trong hắc tháp hắn có thể điều khiển tất cả, như thần linh. Bách độc ngọc cao không phải thiên nhiên hình thành, mà là hậu thiên điều phối ra. Cần dùng hơn 100 độc vật, lại thêm thất hương ngọc, lấy bí pháp phối chế mà thành. Cái này không phải độc dược, ai muốn dùng nó đi độc người, đó là lãng phí của trời. Nếu sử dụng riêng 100 loại độc vật kia, ngay cả cường giả sinh hoa cảnh cũng có thể độc chết. Nhưng đặt cùng một chỗ, lấy phương pháp kỳ diệu dung hợp, độc tính sẽ bị khắc chế, hóa độc dược thành bổ dược. Độc tính càng lợi hại thì tác dụng càng dồi dào. Nhưng nếu như ai ăn trực tiếp, tuyệt đối là một con đường chết. Bởi vì trăm loại độc vật trộn lẫn, năng lượng bộc phát ra quá khủng bố, giết sinh hoa cảnh chỉ là chút lòng thành. Thế nhưng lại thêm thất hương ngọc, liền có thể dung hòa năng lượng, từ đó có thể bị hấp thu. Đương nhiên, bách độc ngọc cao không phải dùng để ăn, mà là lau ở trên người, thông qua da hấp thu vào trong cơ thể. Ăn không phải không được, nhưng bách độc vào miệng, vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với thân thể. Cái này diệu dụng ở chỗ, tu vi cao có thể lau nhiều. Tu vi thấp thì lau mỏng một chút. Có thể cho tất cả cảnh giới sử dụng để tăng cao tu vi, tăng cường thể phách, chính là bảo vật cực kỳ quý giá. Độc vật dễ tìm, nhưng thất hương ngọc quá hiếm thấy. Dù hắn ở kiếp trước trong tay nắm rất nhiều tài nguyên, nhưng chỉ từng phối chế một lần. Hơn nữa phân lượng còn không bằng hiện tại. Bảo vật như vậy xác thực cần dùng thông nguyên tâm mộc chứa. Bằng không dược lực sẽ trôi qua rất nhanh, một tháng cũng không tới. Không biết là ai a, thật bảo tay, lại đồng thời chôn thông nguyên tâm mộc và bách độc ngọc cao, quả thực là thiên đại lãng phí. Vừa vặn tiện nghi ta. Lăng Hàn cười nói, một bên cởi quần áo, trà bách độc ngọc cao ở trên người. Một luồng tâm ý lành lạnh vọt tới, để cả người hắn thoải mái. Tựa hồ phong viêm rất nắm chắc, tự tin có thể ở sau 10 ngày thắng ta. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn dựa vào hẳn là có thể ở trong vòng 10 ngày này đột phá. Đại cảnh giới dù sao cũng là một cửa ải, vượt không qua chênh lệch rất nhiều. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển ngũ hành thiên cực công hấp thu dược lực. Ở trong hắc tháp hắn có thể khóa lại dược cao phát huy, hoàn toàn tác dụng ở trên người hắn, bảo đảm không có một chút xíu lãng phí. Cái này là rất kinh người, hấp thu 100% dược lực quả thực khủng bố. Đấu võ chỉ chừng 10 ngày nữa, ta không thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến linh hải cảnh. Nhưng thực lực có thể tăng lên một ít liền tăng một ít, ta nhất định phải lấy được chân thị chi nhãn. Chỉ một lúc, Lăng Hàn liền cảm giác toàn thân nóng lên. Dược lực đã phát huy tác dụng, da rẻ muốn xé rách ra cực kỳ đau rát. Mẹ kiếp, không có kinh nghiệm, lau hơi nhiều. Hắn cắn răng. Tuy kiếp trước điều phối qua bách độc ngọc cao, nhưng này là cho bốn đồ để dùng. Lúc đó bốn người yếu nhất cũng đã là thần thai cảnh. Hiện tại hắn đã bớt hàm lượng, nhưng dũng tuyển cảnh cách thần thai cảnh quá xa, vẫn để hắn hô to không chịu nổi. Cũng may hắn tu thành nham thạch thể, không chỉ sức phòng ngự kinh người, thậm chí còn có thể nham thạch hóa, chặt đứt cảm giác. Chủ động vận chuyển, cảm giác đau lập tức biến mất. Nhưng mắt trần có thể thấy, làn da của hắn xuất hiện từng vết rạn nứt, có máu tươi rỉ ra. Hắn trong khổ mua vui, thầm nghĩ may là không có lau ở chỗ mấu chốt, bằng không hiện tại hắn sẽ khóc. Quanh trong cơ thể hắn có năng lượng mạnh mẽ lưu chuyển, thúc đẩy nguồn suối không ngừng mở rộng, phun trào ra nguyên lực mãnh liệt. Sau 3 tiếng, Lăng Hàn ngừng lại. Dược cao lau ở trên người đã bị hắn hấp thu, tu vi tăng lên tới dũng tuyển tầng 5 hậu kỳ. Cứ theo đà này, đợi đến ngày luận võ, tu vi của hắn có thể đạt đến dũng tuyển tầng 8. Tầng 8 đối kháng linh hải, nên có sức đánh một trận. Lăng Hàn gật đầu. Tình huống của hắn đặc thù, sức chiến đấu vượt xa cảnh giới. Bất diệt thiên kinh vận chuyển, vết thương trên người hắn khép lại rất nhanh. Hắn lấy nước sạch thanh tẩy vết máu trên người, liền mặc quần áo vào. Ngày hôm nay hổ nữ lại không có tới dây dưa hắn, mà đàng hoàng ở trong hắc tháp. Thần thức của Lăng Hàn quét qua, hóa ra nha đầu này đang trùng kích dũng tuyển cảnh. Dũng tuyển cảnh 5-6 tuổi, ngẫm lại cũng làm người ta líu lưỡi.
Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 268. Tất cả thả tin tức. Phong Viêm lần thứ hai thả ra tin tức. Hắn sẽ tham gia luận võ, cũng sẽ ở trong luận võ giết Lăng Hàn. Điều kiện tham gia đấu võ đã quyết định, cuối cùng khẳng định là Lăng Hàn và Phong Viêm đối kháng. Nhưng Phong Viêm không kiêng kỵ nói muốn giết chết Lăng Hàn, biểu hiện hung hăng vô cùng nhuần nhuyễn. Lăng Hàn lại có chút bị động. Bởi vì Vũ Hoàng chỉ để hắn đánh bại Phong Viêm mà không nói có thể giết chết. Vũ Hoàng hung hăng thì hung hăng, nhưng hắn làm hoàng đế, phải từ đại cục xuất phát, là tuyệt đối không thể kết tử thù với Đông Nguyệt Tông. Nếu Lăng Hàn giết Phong Viêm, vậy Vũ Hoàng khẳng định không nói hai lời trực tiếp chói hắn lại đưa tới Đông Nguyệt Tông. Không cần hoài nghi, chỉ có kết quả này. Nếu Lăng Hàn là một người cô đơn, vậy không có gì. Giết xong trực tiếp trốn vào Hắc Tháp. Trước trốn một quãng thời gian tự nhiên có thể an toàn rời đi. Lẽ nào Vũ Hoàng sẽ cả ngày canh giữ ở bên cạnh Hắc Tháp hay sao? Huống hồ hắn căn bản không biết Lăng Hàn dùng loại thủ đoạn nào biến mất. Vấn đề là Lăng Hàn có người nhà, hắn chạy trốn, Lăng Đông Hành chạy thế nào? Lăng Hàn không khỏi khó khăn. Hắn phải làm sao bảo toàn bản thân, lại có thể làm thịt Phong Viêm? Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này là không thể. Bởi vì Vũ Hoàng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ tỏa chấn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hóa giải nguy cơ. Mặc kệ là Lăng Hàn hay Phong Viêm, bọn họ một là đệ tử của cường giả Linh Anh Cảnh, một là đan sư chuẩn địa cấp, bất luận người nào chết, Vũ Hoàng cũng không thể bàn giao. Hiện tại Vũ Hoàng mượn quốc thế, hầu như chính là sinh hoa cảnh, năng lực không phải phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Muốn ở dưới mí mắt của hắn giết người, căn bản không thể, cừu khổ chính là vết xe đổ. Đã như vậy, Lăng Hàn liền thả tin tức hắn trở thành đan sư huyền cấp thượng phẩm ra, để Phong Viêm cũng phiền muộn một hồi. Lại nói đối kháng với Phong Viêm hắn chưa từng ăn thiệt thòi. Ngược lại là đệ đệ của Phong Viêm chết, đường đệ cũng chết, khẳng định là Phong Viêm càng thêm khó chịu. Tin tức này vừa ra, Phong Viêm thì không biết, nhưng toàn bộ hoàng đô đều sôi trào. So với Phong Viêm bị cường giả Linh Anh Cảnh thu làm đệ tử, này sẽ chỉ làm người ước ao ghen tị, nói Phong Viêm đi vận khí cứt chó, nhưng Lăng Hàn không giống. Đan sư huyền cấp thượng phẩm chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi lấy, tuyệt đối là chân tài thật học. Huống hồ Thiên Dược Các, Linh Bảo Các cũng dồn dập chứng minh 9 viên trúc cơ đan kia chính là Lăng Hàn luyện chế. Đan dược chuẩn địa cấp. Hơn nữa phẩm chất còn đạt đến 13 tinh, khái niệm này nghĩa là gì? Lăng Hàn tất thành đan sư địa cấp. Vũ Quốc chưa từng có một vị đan sư địa cấp. Nhưng lịch sử sắp bị thay đổi, bởi vì chỉ cần Lăng Hàn không chết, như vậy hắn trở thành đan sư địa cấp là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ gần nửa ngày, cửa viện của Lăng Hàn liền trở nên náo nhiệt. Trước đó mọi người còn quan sát. Dù sao Lăng Hàn và Phong Viêm quyết tử chiến, đại bộ phận người đều xem trọng Phong Viêm. Dù sao người ta là đệ tử của cường giả Linh Anh Cảnh, thậm chí tiện tay còn có thể lấy ra một đạo pháp chỉ, ai biết còn có bao nhiêu bảo vật. Nhưng hiện tại, dù cường giả Linh Anh Cảnh đích thân tới cũng phải suy tính xem có nên ra tay không. Dù sao thân phận của đan sư chuẩn địa cấp quá mẫn cảm. Rút dây động rừng, nếu như khiến đan sư hiệp hội tức giận, vậy sẽ có hậu quả như thế nào? Nghĩ như thế, mọi người đều tới nịnh nọt Lăng Hàn cùng hắn giao hảo. Hơn nữa, sự tình Lăng Hàn vì Lưu Vũ Đồng đại náo hôn lễ cũng đã sớm truyền ầm ầm, càng làm cho rất nhiều người chạy tới cầu hôn, muốn gả khuê nữ cho Lăng Hàn. Thiếu niên này không chỉ tiền đồ vô lượng, hơn nữa còn trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối là con rể tốt. Mới đầu Lăng Hàn còn ứng phó một chút, nhưng sau đó hắn liền thiếu kiên nhẫn, đóng cửa viện lại. Ai dám xông tới? Đan sư huyền cấp thượng phẩm nha, ở Vũ Quốc là đan đạo bá chủ. Trước kia chỉ có hai vị mà thôi, hơn nữa hiện tại hai vị bá chủ này còn lấy Lăng Hàn làm đầu. Có điều, những người này dễ đuổi, nhưng đám người thích vĩnh dạ đến, Lăng Hàn chỉ có thể tiếp đãi một hồi. Dù bọn họ không thể thành chi giao, nhưng đều từ Đại Nguyên Thành đi ra, lúc trước vì cứu viện Lăng Đông Hành mà bôn ba. Phần ăn tình này Lăng Hàn vẫn để ở trong lòng. Hắn ở trong viện làm hai bàn chúc mừng hắn trở thành đan sư huyền cấp thượng phẩm. Cái này với hắn mà nói đương nhiên là trò cười. Đường đường đan đạo đế vương cần bởi vậy mà chúc mừng sao? Nhưng không chịu nổi mọi người nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là cố hết sức. Hắn lấy nguyên liệu nấu ăn trong hắc tháp ra, lại thuê đầu bếp lâm thời từ tiểu lâu tới, rất nhanh thì có món ngon mỹ vị đưa tới. Đây mới thực là mỹ vị nhân gian.
Bản thân nguyên liệu nấu ăn đã cực kỳ ngon, mọi người chỉ nếm thử một miếng liền tranh cướp, có thể nói rất chật vật. Làm đầu bếp kia không hiểu. Phải biết mặc dù tài nấu nướng của hắn không tệ, nhưng ăn tới mức đánh nhau. Đây là lần đầu. Lẽ nào chủ nghệ của hắn tiến nhanh, ngay cả chính mình cũng không biết. Sau khi làm ra một món ăn, hắn cũng nếm thử một miếng, đầu lưỡi suýt chút nữa hóa tan. Mỹ vị, tuyệt đối mỹ vị. Không cách nào nói ra, không cách nào tưởng tượng. Nếm thử một miếng, lại nếm thử một miếng. Trong lúc vô tình, hắn lại có cảm giác lường dạ, mới ý thức được, hắn lại ăn hết một nửa. Bị người phát hiện, hắn tự nhiên là bị hành hung một trận, không thể làm gì khác hơn là sưng mặt sưng mũi tiếp tục nấu ăn. Xong, xong, mùi vị này quá ngon, ăn một lần liền không quên được, ăn còn muốn ăn, sau này làm sao bây giờ? Có người kêu thảm thiết nói. Đúng, cái này không phải là công lực của đầu bếp, mà là bản thân nguyên liệu nấu ăn quá ngon. Lăng Hàn, ngươi mua ở đâu, nhanh nói cho ta, không thì sau này ta không có cách nào sống. Nói mau. Tất cả mọi người đã quên là đến chúc mừng Lăng Hàn trở thành đan sư huyền cấp thượng phẩm, hiện tại trong mắt chỉ có những mỹ vị kia. Lăng Hàn mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói những thức ăn này là trồng trong hắc tháp, mà gà heo gì đó, bởi vì thời gian còn ngắn nên không có xếp, nếu không còn có thể càng mỹ vị hơn. Ăn được một nửa thì Lưu Vũ Đồng nhẹ nhàng đi tới. Cảm ơn. Nàng ẩn tình đưa tình nhìn Lăng Hàn. Một nam nhân đồng ý vì mình xông Lưu gia náo hôn lễ, đây là dũng khí cỡ nào? Người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi là tiểu thị nữ của ta, ta làm sao có thể để ngươi gả cho người ngươi không thích? Lăng Hàn tử tốn nói. Đối với Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Tiền hắn đều có hảo cảm, nhưng cùng tình yêu nam nữ lại có chút xa. Dù sao làm người hai đời, kiếp trước hắn đã 200 tuổi. Tuy đại bộ phận thời gian đều tiêu ở đan đạo, nhưng trái tim há lại dễ dàng bị người công phá. Hơn nữa đời này trong mắt hắn chỉ có võ đạo, muốn kích thích tình cảm của hắn, khó. Lưu Vũ Đồng như bị tạt một chậu nước lạnh, ánh sáng trong ánh mắt lập tức phai nhạt xuống. Nhưng rất nhanh nàng liền tăng đấu trí. Nếu Lăng Hàn vì nàng có thể không tiếc sinh mệnh náo hôn lễ, nàng làm sao có thể lùi bước? Quá lắm thì cùng Lăng Hàn đánh lâu dài. Chỉ cần vẫn đi theo bên cạnh hắn, còn sợ không thể đánh hạ hắn sao? Này tiểu thị nữ, ngươi đang suy nghĩ gì thế, lại chảy cả nước miếng ra. Nàng đang suy nghĩ, lại nghe Lăng Hàn chế nhạo. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 269. Quái vật ra hết. Mấy người không có kiên định giúp đỡ Lăng Hàn như Thích Vĩnh Dạ, Bách Lý Đằng Vân tự nhiên vô cùng hối hận. Ở trên tiệc rượu bọn họ không ngừng chúc rượu Lăng Hàn, lời hay nói tận, muốn chữa trị khe nước này. Nhưng coi như gương vỡ lại lành, thì vết nước có thể biến mất sao? Bỏ qua trung quy là bỏ qua. Chu Vô Cửu Kim Thái Cực, Lý Hạo thì thập phần vui vẻ. Người bọn họ đi theo lại là đan sư huyền cấp thượng phẩm, để bọn họ vẫn như ở trong mơ. Đại nhân vật như vậy là có thể sánh vai với gia chủ của Bát Đại Hào Môn, hiện tại lại cùng bọn họ xưng huyên gọi đệ, làm sao cũng không thể tin được. Quảng Nguyên thì vô cùng phiền muộn. Tiểu tử này giấu quá sâu, làm hại trái tim của hắn bay nhảy phập phồng, đã mấy ngày không có ngủ thẳng giấc. Có điều, Lăng Hàn cho hắn một phần công pháp, để phiền muộn của hắn hết sạch sành sanh. Đại Nhật Thiên Tâm Kinh hoàn chỉnh, hơn nữa còn có công pháp tầng thứ 5. Trong tay hắn chỉ có 4 tầng, hơn nữa còn có chút không trọn vẹn. Bởi vậy cái này rõ ràng là một môn công pháp địa cấp trung phẩm, nhưng ở trong tay hắn chỉ có thể phát huy ra uy lực của huyền cấp thượng phẩm. Ngay cả như vậy cũng làm cho hắn trở thành cường giả linh hải cảnh xếp hạng thứ 10 trong tán tu. Có thể thấy được chút ít uy lực của Đại Nhật Thiên Tâm Kinh. Hiện tại thu được Đại Nhật Thiên Tâm Kinh hoàn chỉnh, có hy vọng trở thành thần thai cảnh, để hắn kích động đến tê cả da đầu, suýt chút nữa khóc lên. Thằng nhóc con, không nên chơi người như vậy. Quảng Nguyên thăm thắm nói. Bởi vì sau khi tan tiệc, mọi người rời đi hết mới cho, nên hắn cũng không sợ hình tượng cường giả linh hải cảnh của mình khó coi. Lăng Hàn cố ý đưa tay ra nói. Quảng lão huynh, nếu ngươi không hài lòng có thể trả công pháp lại ta. Cút, đắt vào túi của bản tỏa, vậy thì là đồ của bản tỏa. Quảng Nguyên vội vã chạy đi, lại nói. Bản tỏa đi tu luyện. Muốn đánh nhau, cứ việc nói. Bản tỏa quyết định, đã lên thuyền giặc của tiểu tử ngươi, vậy thì một đường đen đến cùng. Lăng Hàn bật cười. Quảng Nguyên này còn rất thú vị. Có điều đối phương cũng là người có tâm huyết, nên hắn mới yên tâm truyền Đại Nhật Thiên Tâm Kinh.
Chỉ cần có thể được hắn tin tưởng, vậy ai cũng sẽ không lỗ, chỉ có thể kiếm lời lớn. Đan đạo đế vương a, đầu tiên ở đan dược liền không cần lo lắng. Mà hắn lại từng là cường giả thiên nhân cảnh, trong đầu có bao nhiêu công pháp võ kỹ, tùy tiện lấy ra một môn cũng có thể làm cho linh anh cảnh cướp phá đầu. Một đêm đi qua, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đại hoàng tử và tam hoàng tử trước sau tới bái phòng, muốn chữa trị quan hệ với hắn. Nhưng Lăng Hàn há sẽ để ý tới bọn họ. Hắn ghét nhất chính là những cách được gọi là bằng hữu, rõ ràng muốn ngáng chân ngươi, nhưng luôn nói là muốn tốt cho ngươi. Người như vậy, hắn sẽ không bao giờ cho mặt mũi trực tiếp mắng đi. Đại hoàng tử, tam hoàng tử đều nén giận rời đi. Nhưng Lăng Hàn đã lấy ra thân phận đan đạo bá chủ, coi như bọn họ không thoải mái thì có làm sao? Dám vô lễ với nhân vật như vậy sao? Đừng nói hiện tại bọn họ chỉ là hoàng tử, coi như đăng cơ thành hoàng đế, cũng phải khách khí với Lăng Hàn. Thất hoàng tử lại không đến. Hiện tại hắn rất thoải mái, tự nhiên không vội. Thời gian chậm chậm trôi qua, mỗi ngày Lăng Hàn đều lấy bách độc ngọc cao lau thân, nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỗ tốt của dược cao này không chỉ tăng tu vi lên nhanh, hơn nữa tác dụng phụ nhỏ. Không giống ăn tứ hóa đan, sẽ lưu lại đan độc ở trong người. Ăn một thời gian thì phải dừng lại, loại trừ hết đan độc mới có thể dùng tiếp. Hai ngày sau, trong hắc tháp truyền tới động tĩnh không nhỏ. Hổ nữ đột phá. Dũng tuyền cảnh. Nữ có thể giúp Lăng Hàn rồi. Sau khi từ trong hắc tháp ra ngoài, nàng nhào vào trong ngực Lăng Hàn, dương dương tự đắc nói. Nữ nữ thật lợi hại. Lăng Hàn cười to, vỗ đầu của đối phương. Sau đó suy nghĩ một chút mới nói. Đến chúng ta luyện một chút, nhìn thực lực của ngươi mạnh như thế nào. Hai người lại vào hắc tháp. Trong này tự thành một giới, đánh lại kịch liệt cũng không lo lắng bị người bên ngoài biết. Hơn nữa trong này rất chắc chắn, đừng nói bọn họ chỉ là dũng tuyền cảnh, coi như phá hư cảnh cũng không sợ đánh nổ hắc tháp. Một khi hổ nữ đồng thủ, liền lộ ra bộ mặt hung áp, từng chiêu từng thức đều cực kỳ ác liệt. Không chỉ như thế, tựa hồ nàng còn có một loại năng lực thuấn di trong cự ly ngắn. Khoảng cách không xa, chỉ khoảng vài tấc. Nhưng ở trong chiến đấu, sai một ly có thể đi ngàn dặm, nên loại năng lực này rất thực dụng, hơn nữa đáng sợ. Nếu không phải ở trong hắc tháp Lăng Hàn chính là thần, hắn cũng không thể bắt lấy thuấn di của hổ nữ. Bởi vì tốc độ của tiểu nha đầu quá nhanh, tạo thành tàn ảnh trên thị giác, căn bản không cảm giác tới. Ở trong hắc tháp giao thủ với Lăng Hàn coi như phá hư cảnh cũng phải quỳ. Bởi vậy cách này tự nhiên là không công bằng. Lăng Hàn chỉ thủ mặc cho hổ nữ tiến công đến ước lượng sức chiến đấu của tiểu nha đầu. Kết quả để hắn khiếp sợ. Sức chiến đấu của tiểu nha đầu phòng chừng cũng có cửu tinh. Hắn ở dũng tuyền tầng 1 cũng chỉ là cửu tinh thập tinh. Hổ nữ lại có thể sánh ngang hắn. Sức chiến đấu của tiểu nha đầu sẽ đáng sợ như vậy chủ yếu bởi vì hai điểm. Tốc độ và thuấn di. Hơn nữa, móng vuốt của nàng cũng vô cùng sắc bén, đủ để xé tan phòng ngự của dũng tuyền tầng 9. Căn nguyên của tất cả những thứ này hẳn là linh căn hình người trong đan điền hổ nữ. Nó quá dược dị, bây giờ nghĩ lại cũng làm cho Lăng Hàn sờn cả tóc gáy. Mà theo hổ nữ bước vào dũng tuyền cảnh, Lăng Hàn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được khí tức của tiểu nha đầu, rất khó dự đoán. Phải biết hắn nắm giữ một đạo thần thức của thiên nhân cảnh, lực cảm ứng tuyệt không thua thiên nhân cảnh chân chính. Nhưng ngay cả hắn cũng sắp không nhìn thấu hổ nữ, khái niệm này nghĩa là gì? Hắn tin tưởng chỉ cần hổ nữ bước vào linh hải cảnh như vậy hắn khẳng định không cách nào nhìn ra tu vi của nàng. Đời này có quá nhiều quái vật. Lăng Hàn tổng kết nói. Hắn phục sinh vẫn chưa tới một năm, nhưng đầu tiên là nhìn thấy một bộ thi thể của phá hư cảnh, sau đó trực tiếp xuất hiện một vị còn sống, hơn nữa còn là thần linh không trọn vẹn. Thiên thi tông Tiêu Thanh biệt tích vô số năm lại chạy ra. Còn có Nghiêm Thiên Chiếu, khí tức tà ác này để hắn có chút đáng rét, thậm chí bất an. So sánh với đó, Phong Viêm chỉ là chút lòng thành. Hơn nữa còn là chủng loại tương đối bình thường. Quên đi, không nghĩ nữa. Mạnh hơn cũng không lợi hại bằng hắc tháp chọc tới ta, hết thảy trấn áp. Lăng Hàn không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục khổ tu. Ở ngày đấu võ đó, hắn phải đánh bại Phong Viêm. Ngày ngày trôi qua, đại thọ 60 của Vũ Hoàng càng ngày càng gần. Không chỉ vương ra các nơi hoặc đích thân đến, hoặc phái ra vương tử đến, ngay cả 8 đại quốc khác cũng phái sứ giả cấp cao tới chúc mừng. Hoàng đô một mảnh náo nhiệt, có thể so với năm mới từng nhà răng đèn kết hoa. Mà lúc này, Trần gia rốt cuộc không chịu được nữa, đầu hàng. Mỗi ngày địa thủy phái đập cửa hàng của Trần gia, lại thêm Lăng Hàn không tiếc thương chiến, khởi nguồn kinh tế của Trần gia lập tức đứt đoạn, qua hơn một tháng đã sắp tới tuyệt cảnh.
Nguyên bản Trần Gia còn muốn mượn thân phận của Tôn Tử Diễm liều chết. Nhưng theo tin tức Lăng Hàn trở thành đan sư huyền cấp thượng phẩm truyền ra, có đại nhân vật của Tôn Gia đứng ra để Tôn Tử Diễm đuổi nữ nhân của Trần Gia ra khỏi nhà. Đã như thế, Trần Gia liền mất đi nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng. Trần Vận Tường tự vẫn kết thúc một đời ghê tởm. Lăng Hàn cũng không có mở rộng đà kích quyết định kết thúc việc này.